Hello everyone, welcome back to English 6. Today we continue Unit 6, our TED holiday. And the lesson we are going to study today is Skills 1. In this lesson, we will study two skills. They are reading and speaking. Thầy chào các em, rất vui được gặp lại các em nhé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài số 6. Our TED holiday, có nghĩa là ngày lễ Tết của chúng ta. Phần tiếp theo của bài học mà chúng ta sắp học ngày hôm nay đó là phần Skills 1. Trong phần Skills 1, chúng ta học hai kỹ năng, đó là kỹ năng đọc, reading, và kỹ năng nói, speaking. Ok, now let's go to the first skill, reading. Activity 1. Read the passages and decide who says sentences 1 to 5. Đọc qua các đoạn văn và xác định xem ai đã nói ra những câu này từ câu 1 đến câu 5. Trong 3 đoạn văn này, các em sẽ lần lượt nghe các bạn Rush, Wu và Mai nói về các hoạt động của bạn ấy khi đón Tết. Ba bạn Rush, Wu và Mai đến từ 3 quốc gia khác nhau. Bạn Rush đến từ nước Mỹ, the USA. Bạn Wu đến từ nước Trung Hoa, China. Và bạn Mai đến từ nước Việt Nam. Đối với các em và gia đình, thì khi Tết đến, các em và những người trong gia đình mình thường làm gì? Chúng ta tổ chức ăn Tết như thế nào? Bây giờ chúng ta đọc qua 3 đoạn văn của bạn Rush, bạn Wu và bạn Mai, xem coi các bạn ăn Tết có giống như chúng ta không nhé. Trước hết, thầy giới thiệu cho các em các từ mới trong 3 đoạn văn này để giúp các em dễ hiểu ý nghĩa của chúng hơn nhé. Thầy mời các em viết những từ vựng mới này vào trong sổ học của mình. Sau đây, chúng ta tập phát âm những từ mới này theo thầy nhé. Times Square. Times Square. The clock strikes midnight. The clock strikes midnight.
Light up the sky. Light up the sky. Cheer. Cheer. Dress beautifully. Dress beautifully. Customs about ten. Customs about ten. Give rice. Give rice. Wish. Wish. Cats cry. Cats cry. Sound like. Sound like. Ok, bây giờ là phần bài tập. Các em quan sát 5 câu bài tập dưới đây. Xem coi những câu nói này là bạn nào nói nhé. A là rush, B là woo và C là my. Câu đầu tiên trong sách giáo khoa đã làm mẫu cho mình rồi. Dogs are lucky animals. Chó là loài vật may mắn. À, câu nói này là của bạn Mai nói. Vì vậy trong sách giáo khoa đã làm mẫu cho chúng ta rồi. Đó là đoạn C. Tiếp theo, thầy mời các em đọc lại 3 đoạn văn để xác định 4 câu còn lại. Xem coi 4 câu còn lại này là những câu của bạn nào nói nhé. Câu thứ hai, we welcome New Year at Times Square. Right, đây là câu nói của bạn Rush. I often go to Times Square with my parents to welcome the New Year. Do đó, đáp án của chúng ta là A. Câu thứ ba, children get lucky money. Trẻ em nhận được tiền lì xì. Chúng ta thấy ở đoạn B, bạn Wu nói, we wish them Happy New Year. And they give us lucky money. Vậy đáp án của chúng ta là B. Câu thứ tư, we give rice to wish for enough food. Chúng tôi tặng gạo để cầu mong cho năm mới đầy đủ cái ăn cái mặc. Chúng ta thấy ở đoạn C, bạn Mai nói, people give rice to wish for enough food and buy salt to wish for good luck. Do đó, đáp án của chúng ta là C. Câu cuối cùng, children dress beautifully. Trẻ em ăn mặc thật là đẹp. Chúng ta thấy ở đoạn B,
Bạn Wu nói, we dress beautifully and go to our grandparents' houses. Vậy đáp án của chúng ta là đoạn B. Activity 2. Test your memory. Take the things which appear in the passages and crosses the ones which don't. Hoạt động thứ hai, kiểm tra trí nhớ của chúng ta. Bây giờ các em nhớ lại xem trong ba đoạn văn vừa rồi mà chúng ta mới vừa đọc qua có những từ nào xuất hiện trong các đoạn văn. Nếu từ nào mà mấy em nhớ nó có xuất hiện trong các đoạn văn thì mấy em đánh dấu tick vào trong ô. Còn nếu từ nào mà nó không có xuất hiện trong các đoạn văn thì mấy em đánh dấu chéo, dấu cross vào trong ô. Ok, bây giờ thầy mời các em hãy kiểm tra trí nhớ của mình nhé. Và sau đây là đáp án của chúng ta. A. Lucky Bunny. Yes. Chúng ta đánh dấu tick. Có Lucky Bunny. B. A Day for Fun. Yes. A Day for Fun. Một ngày đầy niềm vui. C. A Cat's Cry. Yes. A Cat's Cry. Tiếng mèo kêu. D. Decorating the house. Trang trí nhà cửa. No. So we have a cross. Trong cả ba đoạn văn, các bạn không có nhắc đến việc trang trí nhà cửa, nên chúng ta đánh dấu chéo. E. Fireworks. Yes. F. Saying wishes. Yes. G. Cheering and singing. Cheers and sings. Yes. Reo hò và ca hát. Cuối cùng là H. Visiting relatives. Đi thăm họ hàng. No. Cả ba đoạn văn các bạn không nhắc đến việc đi thăm họ hàng. Như vậy chúng ta đánh dấu chéo. Cross. Các em kiểm tra lại và sửa bài nhé. Now let's go to the next skill, speaking.
Bây giờ chúng ta sang kỹ năng thứ hai, đó là kỹ năng nói. Activity 3. Work in groups. There are some activities from reading passages in one. Tell your group if you do them during task. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Có một số hoạt động trong phần đọc các đoạn văn ở hoạt động số 1. Các em hãy cho các bạn trong nhóm của mình biết xem coi hoạt động nào chúng ta có làm vào ngày Tết. Trong sách giáo khoa có một ví dụ cho chúng ta, ví dụ như hoạt động Go to Times Square to welcome the new year, đến quảng trường thời đại để đón Tết. Thì chúng ta là người Việt Nam, có thể là chúng ta không có đón Tết ở quảng trường thời đại, nên chúng ta nói là I don't go to Times Square to welcome the new year. Tôi không có đến quảng trường thời đại để đón Tết. Ok, bây giờ thì mời các em quan sát 6 hoạt động sau đây. Hoạt động nào chúng ta có làm vào ngày Tết thì chúng ta nói có làm. Còn hoạt động nào mà chúng ta không có làm vào ngày Tết thì chúng ta nói không làm. Ở đây chúng ta có các hoạt động như sau. 1. Watch fireworks on New Year's Eve. Xem pháo hoa vào đêm giao thừa. 2. Sing when the new year comes. Hát khi mà năm mới đến. 3. Get lucky money. Nhận tiền lì xì. 4. Go out and have fun. Đi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè. 5. Dress beautifully. Ăn mặc thật đẹp. 6. Buy salt for happiness. Mua muối để cầu sự hạnh phúc. Ok, thầy sẽ làm mẫu cho các em hai câu đầu nhé. Các em dựa vào và chúng ta tiếp tục đặt câu sao cho đúng với bản thân của mình nhé. Number 1. I watch fireworks on New Year's Eve. Tôi có xem pháo hoa vào đêm giao thừa. À, như vậy thì chúng ta thêm chủ từ I vào trước cụm từ watch fireworks on New Year's Eve. 2. I don't sing when the new year comes. Tôi không có hát khi năm mới đến. Mình có thể đón năm mới bằng nhiều cách khác chứ mình không có hát. Ok, chúng ta còn 4 hoạt động còn lại. 3, 4, 5, 6. Các em xem hoạt động nào mình có làm, hoạt động nào mình không có làm nhé. Và sau đây là đáp án gợi ý của thầy. I get lucky money. I go out and have fun. I dress beautifully. I don't buy salt for happiness.
Activity 4. Work in groups. Read the list and discuss what you should or shouldn't do at TED. Hoạt động thứ tư, các em làm việc theo nhóm. Các em hãy đọc qua các hoạt động dưới đây và thảo luận xem hoạt động nào chúng ta nên làm, hoạt động nào chúng ta không nên làm vào dịp Tết. Ok. Ở đây, trong sách giáo khoa cho chúng ta rất nhiều hoạt động, gồm có hoạt động thứ nhất, break things, làm bể đồ vật, make a wish, cầu một điều ước, dress beautifully, ăn mặc thật đẹp, say have fun to friends, nói chúc bạn vui vẻ với bạn bè, help decorate our houses, giúp trang trí nhà cửa, play games all night, chơi trò chơi suốt đêm, invite friends home, mời bạn bè đến nhà, ask for lucky money, xin tiền lì xì, play loud music, chơi nhạc ồn ào. Và sau đây là đáp án gợi ý của thầy. Có một số hoạt động thầy đánh dấu tick, tức là mình nên làm, và một số hoạt động đánh dấu cross, tức là không nên làm. Trong sách giáo khoa có một ví dụ mẫu cho chúng ta. Bạn A nói, we should dress beautifully at Tết. Chúng ta nên ăn mặc đẹp vào ngày Tết. Bạn B trả lời, I agree. Mình đồng ý. Should we ask for lucky money? Chúng ta có nên xin tiền lì xì không? Bạn C đáp lời, no, we shouldn't. À, không, chúng ta không nên. Ok, tiền lì xì là do người lớn tự tặng cho chúng ta, chứ chúng ta không nên hỏi xin nhé mấy em. Tương tự như vậy, các em dựa vào các hoạt động mà mình đã đánh dấu, việc gì mình nên làm, việc gì mình không nên làm, chúng ta cùng thực hành hỏi và trả lời với các bạn nhé. Thank you.
Sau đây là vài mẫu gợi ý của thầy. Bạn A nói, we should make a wish at Tết. Chúng ta nên cầu một điều ước vào ngày Tết. Bạn B đáp lời, I agree. Should we play games all night? Tôi đồng ý. Chúng ta có nên chơi trò chơi suốt đêm không? Bạn C đáp lời, no, we shouldn't. Không, chúng ta không nên. Một ví dụ nữa, bạn A nói, we shouldn't break things at Tết. Chúng ta không nên làm bể đồ vật vào ngày Tết. Bạn B đáp lời, I agree. Should we invite friends home? Tôi đồng ý với bạn. Chúng ta có nên mời bạn bè đến nhà chơi không? Bạn C đáp lời, yes, we should. Được, chúng ta nên chứ. Ok, thầy sẽ gợi ý cho các em một vài ví dụ như thế nhé. Các em dựa vào để chúng ta đặt thành câu, chúng ta thực hành với bạn của mình. Bài học hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Thầy hẹn gặp lại các em ở phần kế tiếp, đó là phần Skills 2 nhé. Ok, goodbye.